Chúng tôi đại diện nhóm y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay chúng tôi ở đây để thực hiện tâm nguyện của anh cũng như gia đình của anh. Thay mặt những bệnh nhân được nhận tạng hiến của anh, chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn anh cùng với gia đình đã có tấm lòng thật cao quý. Ngày 17 tháng 11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa thực hiện ghép da thành công từ người cho chết não. Nam bệnh nhân LVT, 27 tuổi, ngụ Đồng Tháp, bị phỏng 55% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân là người tiếp nhận. Sau khi ghép da, bệnh nhân ra viện vào tuần thứ hai. Đây là lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật này tại Việt Nam. Trước đó, ngày 11 tháng 10, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nam 38 tuổi vào viện vì xuất huyết não nặng, chết não. Mẹ cùng vợ và gia đình đã nén nỗi đau để hỗ trợ cho con trai, chồng mình thực hiện được ước muốn cuối cùng là có thể chia sẻ những phần cơ thể còn có chức năng để cứu những người mắc bệnh hiểm nghèo. Khi kiểm tra đánh giá tình trạng chức năng của các bộ phận cơ thể của người hiến tạng, ekip tiếp nhận được một quả tim, hai quả thận, hai giác mạc và da. Các bộ phận này dùng để ghép cho 6 bệnh nhân.